Cặp đồ cho ai? Cặp đồ cho bạn gái hả? Trời ơi. Gấp sao nữa? Không gấp cho ba nè. Không gấp cho ba hả? Gấp cho mẹ không? Cho mẹ miếng đi. Không gấp cho mẹ với ba. Ken ơi, Abi gấp đồ cho con ngon không Ken? Ôi trời. Ngon. Trả lại đi. Thank you Abi. Abi hỏi bạn Ken là ăn có ngon không? Cũng ngon luôn. Ngày mai cứ qua nhà mình ăn vậy nha. Ôi, cái xương này để ở đâu ạ? Nó vừa ăn xong nó đi ngủ nè, ngủ với nhau nè, rồi chiều tắm bơi cùng nhau nữa. Ồ. Tôi có cái này vứt ở đâu ạ? Ăn đi.